Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với những cái video nói về thiết kế website của mình. Hôm nay mình sẽ nói về từ khóa là thiết kế website WordPress. Cái từ khóa này hiện tại ở trên Google có tới 880 lượt tìm kiếm mỗi tháng trên Google. Thì chứng tỏ cái từ khóa này có độ quan tâm cũng rất là cao đối với các bạn. Thì để mà mình hôm nay video hôm nay mình sẽ nói về có hai cái nội dung chính, đó là thiết kế website là gì, rồi website là gì, rồi các vấn đề liên quan tới website như là giá thiết kế website, các công ty thiết kế website tốt ở Việt Nam, hoặc là những cái vấn đề ở trong hợp đồng thiết kế website, và mình sẽ nói về WordPress, tại sao WordPress nó lại chiếm tới 33% lượng website toàn cầu, và có thể nào bạn có thể tự thiết kế website ở nhà hay không. Và cuối video là mình sẽ hướng dẫn các bạn tự thiết kế website WordPress, có một cái giao diện là xuất hiện tất cả các sản phẩm ở trên trang chủ. Rồi mình sẽ quay lại với cái từ khóa là thiết kế website WordPress. Website là gì? Website đó là một công cụ có tên gọi là Digital Marketing. Thì nó ra đời, nó phục vụ mục đích chính là marketing, bán hàng, giới thiệu dịch vụ. Thì đỡ hiểu về khi mà Internet ra đời á, Internet nó là những cái nó ra đời là nó là Internet, nó là một mạng lưới Internet kết nối giữa các máy tính với nhau, kết nối giữa máy tính với lại thiết bị di động, kết nối giữa thiết bị di động với thiết bị di động bằng hệ thống dây dẫn gọi là Internet, hoặc là không dây như là Wi-Fi, Bluetooth. Thì các máy tính khi mà người ta kết nối với nhau như vậy á, người ta sẽ định danh cho nó là một địa chỉ IP để chỉ định là để chỉ định nó không bị trùng lập, để nó giao các cái máy tính nó giao tiếp với nhau, hoặc là các thiết bị di động nó sẽ giao tiếp với nhau. Thì mình cũng mình giới thiệu sơ qua như vậy rồi, mình để cho các bạn hiểu. Thì bây giờ mình nói về website. Thì website nó cấu tạo từ ba cái thành phần, đó là tên miền, máy chủ và code website. Code website ở đây là trong video này mình nói đó là code website WordPress. Thì code website nó có rất là nhiều loại code website. Có website do các lập trình viên người ta viết ra để người ta làm web cho khách hàng, hoặc là người ta làm web cho bản thân họ, và hoặc là có website do các công ty người ta tự viết ra bằng các ngôn ngữ lập trình như là PHP, HTML, CSS, JavaScript và rất nhiều những ngôn ngữ khác nữa, rất nhiều. Nhưng mà cái ngôn ngữ chính ở đây là thường chúng ta sẽ gặp đến là ngôn ngữ PHP, HTML, CSS và JavaScript là ba những ngôn ngữ chính mà sử dụng phổ biến nhất hiện nay, và cũng rất là nhiều lập trình viên và công ty thiết kế website người ta sử dụng các cái loại ngôn ngữ này để người ta xây dựng nên bộ code website. Website thì chúng ta sẽ nói về tên miền. Thì thực ra cái tên miền thì nó là bao gồm các ký tự alphabet là ABC. Viết liền không dấu, không không có phân biệt chữ O và chữ thường. Nó bao gồm phần trước và phần đuôi. Phần đuôi nó được chia với phần trước là bằng dấu chấm. Tên miền có rất là nhiều loại như là tên miền .com, .vn, .org, .net, .club, .store. Nó sau này nó ra đời rất là nhiều những tên miền khác nữa. Khi mà cái thời buổi sơ khai của web thì người ta chỉ sáng tạo ra tên miền .com. Sau đó tên miền .com bị cạn kiệt và người ta tiếp tục sáng tạo ra những tên miền khác như là club, store.net.org.com.vn. Thì mức độ ưu tiên của một doanh nghiệp khi mà người ta mua tên miền đó là người ta sẽ chỉ ưu tiên mua tên miền .com trước. Nếu mà tên miền .com bị hết đó, thì người ta mới mua các tên miền khác. Cho nên khi mà bạn mua tên miền thì bạn cũng nên lưu ý là các bạn ưu tiên tìm mua tên miền .com trước. Nếu mà nó hết thì các bạn sẽ chuyển sang các cái tên miền như .com, .vn hoặc là .vn.
Rồi các cái tên miền khác như .net thì nó chỉ phù hợp trong các ngành nghề như là tin tức, .org nó chỉ phù hợp cho các ngành về các tổ chức chính phủ và các cũng các tờ báo. .store nó chỉ dành cho các cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử. Thì tên miền nó ra đời là lịch sử ra đời và tại sao tên miền nó ra đời. Thì thật ra thì cái website nó cần có tên miền, bởi vì sao? Bởi vì khi mà một cái web á, nó sẽ nằm trên một cái máy chủ, và khi bạn truy cập vào một cái web đó bằng thiết bị điện thoại á, thì thiết bị điện thoại của bạn nó có cái trình duyệt và nó sẽ truy cập, nó sẽ đến hệ thống DNS của toàn cầu để nó xác định cái tên miền mà bạn cần truy cập đó, nó sẽ được nó đang phân giải, nó đang chạy trên một cái máy chủ nào, nó có IP nào, thì cái DNS nó sẽ cung cấp cái IP của chứa cái website đó, và trình duyệt sẽ thực hiện thao tác là giao tiếp nói chuyện với lại cái máy chủ đó để lấy cái giao diện website về thiết bị di động của bạn. Thì khi mà lúc đầu khi web nó mới hình thành, người ta chưa có sáng tạo tên miền, thì khi ai đó muốn truy cập vào một website thì người ta sẽ phải gõ lên cái địa chỉ IP, gõ lên cái địa chỉ IP ở trên cái trình duyệt, 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ đi vào giao diện website. Nhưng mà sau đó các nhà khoa học người ta mới thấy là cái IP để mà truy cập vào web bằng một cái địa chỉ IP vậy nó rất là khó khăn và nó phản tác dụng marketing. Marketing là mục tiêu là người ta muốn là để cho cái website nào đó mà khách hàng họ dễ nhớ, họ dễ truy cập, chứ còn cái IP thì nó là một dãy số không ai người ta nhớ cả, cho nên người ta mới sử dụng một hệ thống DNS, là một hệ thống máy chủ nó toàn cầu, nó sẽ lưu trữ cái tên miền nào gắn với lại với IP nào, để người ta đỡ khi mà người ta gõ cái tên miền đó thì sẽ ngay lập tức đi vào cái website đó, thì người ta mới sáng tạo ra tên miền. Nó sẽ gắn với lại cái máy chủ. Thì tên miền thì tại mỗi thời điểm thì nó sẽ không có sự trùng lập, và máy chủ cũng vậy, IP thì nó sẽ không có sự trùng lập. Hiện tại thì nó có hai loại IP, IP 4 và IP 6. IP 4 hình thành trước và nó bị cạn kiệt, sau đó người ta sáng tạo ra IP 6. IP 4 thì nó chỉ bao gồm số, nhưng mà IP 6 thì ký số ký tự của nó nhiều hơn, nó bao gồm alphabet và ABC và số. Thì người ta sáng tạo ra tên miền như vậy. Thì về tên miền thì mình cũng nói sơ qua như vậy thì các bạn sẽ hiểu. Khi các bạn đi cần một thiết kế website thì các bạn cũng hiểu sơ qua để các bạn dễ nói chuyện, hoặc là các nhà thiết kế website người ta cũng dễ tư vấn cho các bạn. Có một vấn đề mà mình theo kinh nghiệm thiết kế website của mình đó, thì mình thấy là đa phần là các bạn, các anh chị không có biết về 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 không có biết về một cái tên miền đẹp thì nó bao gồm những cái tố chất nào. Thì tiện trong video này thì mình cũng giới thiệu sơ qua luôn. Thì tên miền đẹp thì nó thường ấy là người ta đi, các bạn cũng có thể tự đi mua tên miền tại các nhà cung cấp trong nước như là Nhân Hòa, Mắt Bảo và các công ty nước ngoài như là GoDaddy, Namecheap. Thì tên miền đẹp thì thường là các bạn sẽ phải chọn mua tên miền nó trùng với lại tên doanh nghiệp, hoặc là nó trùng với lại sản phẩm hay dịch vụ. Ví dụ như các bạn là một công ty xây dựng, các bạn sẽ mua các cái tên miền, ví dụ như là xây dựng .com, đó là một tên miền cũng tốt cho lĩnh vực xây dựng. Thì tên miền thì nó ưu tiên khi mà các bạn thành lập doanh nghiệp á, thì các bạn cần phải đi mua, tìm kiếm cái tên miền, nó các bạn nghĩ ra một cái tên doanh nghiệp rồi sau đó các bạn tìm kiếm trên mạng cái tên doanh nghiệp đó. Ví dụ như công ty của mình là, ví dụ như công ty mình các bạn muốn đặt của công ty là Blue Fox chẳng hạn, thì các bạn phải tìm trên mạng xem thử cái tên miền bluefox.vn.com nó còn hay là nó đã mất rồi, nó bị ai đó mua rồi. Nếu mà nó bị ai đó mua rồi thì các bạn loại cái tên doanh nghiệp đó ra, các bạn phải nghĩ ra một cái tên doanh nghiệp khác để mà các bạn mua. Thì cái đó là cái yếu tố đầu tiên á, là cái tên miền đẹp, hay là cái tên miền nó phải gần gũi với lại tên doanh nghiệp, hoặc là nó gần gũi với sản phẩm và dịch vụ các bạn đang kinh doanh. Cái yếu tố thứ hai là tên miền nó bao gồm
nhỏ hơn hoặc bằng số ký tự. Đây là một yếu tố cũng mang tính chất tương đối, nhưng mà nó là cũng là một yếu tố mà các bạn cần phải xem xét khi mà mua tên miền. Tên miền nhỏ hơn hoặc bằng số ký tự, các bạn thường thấy các cái thương hiệu lớn người ta đặt các cái tên nó rất là ngắn gọn, ví dụ như Coca-Cola này, ABM này, hoặc là Walmart này, đó là những cái thương hiệu như Honda này, Toyota này, Yamaha, hoặc là đó là những cái thương hiệu lớn, người ta sẽ đặt những cái tên miền, là những cái tên thương hiệu và tên miền nó sẽ ngắn lại và nó dễ nhớ. Yếu tố thứ ba là yếu tố tên miền dễ đọc dễ nhớ, và nó phát âm ra nó không có nghĩa tiêu cực. Nó không có nghĩa tiêu cực. Và một lưu ý cuối cùng á, là cái tên tên miền á, là nó, nếu mà các bạn tên miền mà các bạn phục vụ cho khách hàng tại Việt Nam thì tên miền các bạn đặt là tiếng Việt. Tiếng Việt ở đây không không có nghĩa là nó viết có dấu ở trên trình duyệt, mà nó là tiếng Việt, ví dụ như là xây dựng.com đó, nó viết liền đó, nó gọi là tiếng Việt. Các cái tên miền nổi tiếng tiếng Việt như là trung nguyên.com này, hoặc là duy lợi.com này, đó là tên miền tiếng Việt. Còn nếu mà website phục vụ cho người nước ngoài á, thì các bạn nên đọc nên 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 tìm những cái tên miền tiếng Anh để phục vụ cho người nước ngoài. Đó thì mình cũng vừa mới trình bày cho các bạn là về tên miền. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về về tiếp theo là máy chủ. Thực ra thì máy chủ thì các bạn mua máy chủ và các bạn xài thôi, các bạn ít để ý tới cái định nghĩa máy chủ và cái cấu trúc của máy chủ, hoặc là những cái thành phần mà các bạn máy chủ mà các bạn bỏ qua. Nhưng mà để mà các bạn tự mua máy chủ, để các bạn tự thiết kế website, thì các bạn nên hiểu tìm hiểu về 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 máy chủ. Thực ra máy chủ nó là một máy tính thông thường, nó cũng như cái máy tính của các bạn đó, và nó được vận hành, nó được lắp đặt tại các khu công nghiệp tại Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Nó được vận hành và được lắp đặt bởi kinh doanh bởi các cái công ty cung cấp dịch vụ máy chủ. Máy chủ nó hoạt động, nó tại các khu công nghiệp, nó không bị mất điện và nó hoạt động 24, nó hoạt động liên tục và nó luôn luôn nó phân phát website đi đến khách hàng. Thì máy chủ thì khi mà các bạn mua máy chủ thì các bạn cần quan tâm tới, nó có hai cái loại máy chủ chính, đó là máy chủ mang tính chất là gọi là share host và máy chủ VBS. Máy chủ share host thì được sử dụng phổ biến hơn, máy chủ VBS thì sử dụng ít hơn, nó chỉ dành cho các cái doanh nghiệp có cái đội ngũ lập trình viên để họ 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 cấu hình, họ cài đặt máy chủ, họ chạy. Còn các bạn là những người mà không chuyên, các bạn không có kiến thức về lập trình thì các bạn không thể nào sử dụng cái máy chủ VBS được. Các bạn phải mua cái máy chủ là share host để sử dụng. Thì trong cái video này, trong cái từ đầu tới cuối video thì mình chỉ nói về máy chủ share host thôi, mình không có nói về máy chủ VBS, bởi vì VBS nó khó. Máy chủ thì mình thì thường là mình từ trước tới giờ mình thiết kế website cho khách hàng á, thì mình sử dụng cái dịch vụ máy chủ tại công ty AZDG này. Thì cái công ty này mình thấy là về chất lượng dịch vụ của họ khá tốt và giá thành của họ cũng khá là tương đối ổn. Cái máy chủ thì các bạn mua các cái gói máy chủ rẻ, ví dụ như 29k trong một tháng này, nó cũng đủ cho các bạn dùng cho một website. Hoặc là nếu các bạn là một doanh nghiệp, các bạn cần có cái sự đầu tư về bài bản về máy chủ, thì các bạn mua các cái gói như là Pro 6, nó có cái dung lượng là 15 GB đó, các bạn mua cái đó. Thì các bạn để ý là máy chủ nó sẽ có các cái giá tiền khác nhau, thì từ các cái giá tiền khác nhau mà dung lượng máy chủ cũng khác nhau, nó sẽ tăng dần theo giá tiền, dung lượng cao thì tiền càng cao. Và các bạn để ý là một cái thông tin cũng khá là quan trọng, đó là cái ổ cứng SSD. Hiện cái công nghệ ổ cứng thì nó có hai công nghệ, và cái công nghệ SSD là một cái công nghệ mới nhất hiện nay, nó cái độ ổn định của nó cao và nó ít bị lỗi, tốc độ của nó cao hơn gấp 300% so với cái ổ cứng HDD. Và một cái những cái thành phần khác, ví dụ như RAM CPU càng lớn thì máy chủ nó càng mạnh. Về 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 một yếu tố khác cũng cũng khá là quan trọng khi mua máy chủ, đó là SON domain. Thì cái SON domain này các bạn thấy là số 0, tức nghĩa là chỉ có chứa được một website. Một SON domain là nó chứa được hai website.
hai SEO domain thì nó chứa được ba website đó. Thì mỗi cái máy chủ thì cái SEO domain là nó sẽ cho phép mình cài bao nhiêu website trên cái máy chủ đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần mà code website. Mình quay lại với phần code website. Thì code website thì nó trong video này chắc chắn là mình sẽ chỉ tập trung nói về thiết kế website WordPress, và mình sẽ nói về code website WordPress. Như các bạn thấy ở trên màn hình này thì mình đã có làm một cái website rồi. Đây là một website WordPress mà mình đã làm. Nó khá là đơn giản và nó dễ làm. Các bạn có thể tự làm ở nhà. Nó cũng nói chung nó sẽ nó đáp ứng tất cả những nhu cầu về website, về kinh doanh. Nó sẽ đáp ứng đủ các cái chức năng đỡ mà phục vụ cho mục đích kinh doanh của các bạn. Thì trong cái phần cuối video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một website, tự làm một website như thế này để mà tự kinh doanh. Thì cái chi phí mà tự thiết kế website này thì nó tốn khoảng từ 500.000 tới 700.000. Các bạn chỉ việc mua máy chủ và tên miền thôi. Rồi, thì mình sẽ nói, mình quay lại với cái WordPress. WordPress nó là một bộ code, nó được một vài, nó được từ vài lập trình viên người Mỹ, người ta sáng tạo ra cái bộ code WordPress này, rồi sau đó người ta cho sử dụng miễn phí. Rồi sau đó cái bộ code WordPress này nó được một công ty có tên là Automatix, người ta mua lại, công ty này của Mỹ, người ta cũng mua lại và người ta phát triển, nâng cấp nó lên. Hiện tại thì cái WordPress này người ta cho sử dụng, mình sử dụng miễn phí, mình có thể download nó về từ cái website là wordpress.org. Mình tự mình tải về cái bộ code này về là mình là thiết kế website, tạo thành cái giao diện như các bạn thấy ở trên màn hình này. Cái website, tại sao cái WordPress nó lại được phát triển và nó được nhiều công ty tập đoàn lớn ở trong nước và ngoài nước người ta sử dụng, và nó chiếm tới 33% lượng website toàn cầu, và cái con số này nó tiếp tục tăng, là bởi vì cái WordPress này nó hầu như nó chuẩn SEO và tốc độ của nó khá là nhanh. Nó có chứa mọi chức năng mà một website trên thị trường mà người ta yêu cầu. Thì và nó có cho nên khi mà các bạn chọn làm một WordPress thì các bạn sẽ có những ưu điểm là đầy đủ chức năng này, nhiều giao diện này, nhiều công ty thiết kế website người ta biết được cái bộ code này và người ta có thể hỗ trợ bạn khi mà các bạn làm website. Rồi sau đó giờ mình sẽ nói về, mình sẽ đi vào cái bước là này, hướng dẫn các bạn thiết kế website như thế này. Rồi thì để mà thiết kế website như thế này thì các bạn sẽ mua tên miền tại website godaddy.com. Ở đây các bạn sẽ có một ô tìm kiếm ở đây. Các bạn sẽ tìm kiếm. Các bạn điền vào ô tìm kiếm tên miền ở đây rồi sau các bạn tìm. Thì các bạn để ý là các bạn thấy là hiện tại người ta đang kinh doanh rất là nhiều những cái tên miền như là online, .online, .asean, .inser, .me. Này, các bạn cứ vào trong này các bạn mua. Sau đó khi các bạn mua tên miền ở đây thì các bạn sẽ chuyển sang website azdd.com. Các bạn truy cập vào cái menu là web hosting, các bạn vào pro hosting thì các bạn sẽ mua các cái gói hosting mà các bạn có nhu cầu. Thì mình có một lời khuyên cho các bạn là nếu các bạn là những người mới, các bạn muốn thiết kế website để làm quen hoặc là để thử nghiệm thì các bạn nên mua các cái gói giá rẻ như 29k trên một tháng. Còn các bạn là những doanh nghiệp lớn, các bạn cần đầu tư bài bản thì các bạn mua các cái gói hosting như là Pro 6, nó bao gồm 15GB. Thì những cái gói này nó sẽ giúp cho các bạn sell website rất là nhanh. Sau khi mua, cũng một lưu ý khi các bạn mua máy chủ ở đây thì khi mà các bạn mua máy chủ ở đây các bạn bấm vào dùng thử. Tại đây nó sẽ có ba lựa chọn mà hầu như các bạn là những người mới các bạn sẽ không biết. Đó là đăng ký tên miền mới tại AZDG. Tức là nghĩa là nếu các bạn chưa có mua, không có mua tên miền tại GoDaddy thì các bạn sẽ chọn cái lựa chọn đầu tiên, là các bạn sẽ nhập cái tên miền mà các bạn mua ở đây, sau đó các bạn tìm kiếm. Họ sẽ cung cấp các loại tên miền mà các bạn thấy ở trên màn hình này. Đó. Thì các bạn tìm kiếm.
thì các bạn mua tên miền tại họ và các bạn mua máy chủ tại họ luôn. Còn khi mà các bạn đã mua tên miền tại GoDaddy rồi thì các bạn không có chọn lựa chọn đầu tiên. Các bạn chọn là tôi đã có tên miền này. Đó, cái lựa chọn thứ ba. Tôi đã có tên miền và sẽ cập nhật DNS. Rồi sau đó các bạn nhập cái tên miền mà các bạn đã mua ở GoDaddy vào đây. Đây là phần phía trước của tên miền, đây là phần phía sau của tên miền. Rồi sau đó các bạn bấm View, sử dụng. Còn một cái lựa chọn thứ hai thì hầu như ít ai sử dụng hơn, là các bạn cái lựa chọn này nó chỉ dành cho các bạn đã có tên miền các bạn mua tại GoDaddy và họ đang quản lý tên miền của bạn, và muốn cái AZDG quản lý cái tên miền, chuyển cái tên miền về AZDG để AZDG quản lý. Thì cái việc chuyển từ GoDaddy sang một nhà cung cấp khác như là GoDaddy sang AZDG thì mình nghĩ mình biết đó là hình như nó có tốn phí, có tốn một phần phí nào đó hoặc là không tốn phí, thì cái đó bởi vì cũng quá lâu rồi mình không có làm cho nên mình không có để ý, mình không có biết là tới thời điểm này là có phí hoặc là không phí. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn chọn ở đây nhé. Rồi sau đó các bạn mua máy chủ xong, các bạn sẽ AZDG người ta sẽ gửi email cho các bạn. Đây là thông tin của máy chủ, các bạn sẽ bấm vào cái đường link truy cập máy chủ để quản lý máy chủ. Thì thường á, thì phần mềm quản lý máy chủ có tên là Serpanel. Thì cái tên miền mình nó có rất là nhiều chức năng, nhưng mà trong video này thì mình xin phép là mình không có trình bày tất cả các chức năng này, bởi vì nó chuyên sâu vào Serpanel. Mình chỉ tập trung vào những cái bước đơn giản để mà mình có được một website WordPress để kinh doanh bán hàng. Rồi sau đó khi mà các bạn truy cập vào này, các bạn không cần phải suy nghĩ, không cần phải biết gì cả, các bạn sẽ kéo xuống ở phần dưới cái phần script trong trong cái menu là Software App Installer này, các bạn bấm vào WordPress. Tại đây các bạn bấm Install Now thì nó trải qua một vài bước, bởi vì đây là một máy chủ thực đang của khách hàng cho nên mình không có thực hiện cái thao tác cài đặt. Các bạn bấm cài đặt rồi sau đó nó sẽ xuất hiện các cái giao diện cài đặt cũng khá là đơn giản. Mình hy vọng các bạn tự làm được và mình sẽ xin phép cũng không có hướng dẫn ở đây. Trong trong một một lúc nào đó mà mình làm website cho khách hàng, mình rảnh mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bước cài đặt này. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình thì các bạn sẽ nhận được cái video mà mình hướng dẫn ở đây. Rồi sau khi cài đặt WordPress thành công xong thì các bạn sẽ có được một giao diện website WordPress. À, mình xin lỗi các bạn là mình có quên cái phần mà trỏ tên miền và máy chủ. Khi mà các bạn lựa chọn thứ ba, các bạn mua máy chủ tại GoDaddy và các bạn trỏ tên miền á, thì các bạn phải trỏ tên miền, phải cập nhật DNS. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cập nhật DNS. Ví dụ các bạn mua tên miền tại AZ thì tên miền tại GoDaddy xong, các bạn vào cái account này, cái tên account đó, rồi các bạn bấm vào sản phẩm của tôi. Sau đó nó sẽ chuyển sang một cái tab mới. Ví dụ các bạn cần cập nhật tên miền là web giá rẻ.store thì các bạn bấm vào DNS ở đây. Rồi ở ở đây thì nó có hai cái hình thức cập nhật DNS, đó là thay đổi địa chỉ IP và thay đổi hoặc là thay đổi cập name server. Thì các bạn làm một trong hai cách thì các bạn sẽ cập nhật DNS thành công. Để cập nhật DNS bằng cách là thay đổi IP thì các bạn bấm chỉnh sửa. Rồi sau đó ở đây các bạn sẽ thay đổi địa chỉ IP rồi các bạn bấm lưu lại. Nếu mà các bạn không muốn thay bấm lưu lại, các bạn chờ từ 5 cho tới 10 phút thì quá trình cập nhật DNS sẽ thành công. Tên miền sẽ được trỏ về máy chủ AZDG. Thì khi mà trỏ về máy chủ AZDG thành công á, thì làm sao mà mình biết nó thành công, là khi mà trỏ thành công xong á, các bạn truy cập vào cái tên miền mà các bạn trỏ thì nó sẽ đi vào một cái giao diện của cái giao diện nền của AZDG. Người ta thiết kế ra đó là một giao diện, nó bao gồm ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ lập trình, một cái giao diện web chào mừng đến với lại máy chủ AZDG. Đó là nó bao gồm là cái code của một cái website có tên là HTML và CSS JavaScript thôi, đơn giản. Thì cái mục đích mà họ tạo ra một cái giao diện web như vậy là đỡ là
để các bạn biết là các bạn trỏ tên miền thành công, chứ nó không có tác dụng gì cả. Sau này các bạn phải xóa đi để mà làm một website mới, thì mình cũng đừng có quan tâm cái việc đó. Có một cách khác để cập nhật nên đấy là để trỏ tên miền máy chủ thì thay đổi cập name server ở đây, thì các bạn bấm vào thay đổi, rồi các bạn bấm vào cái dòng chữ là nhập máy chủ tên miền của tôi, sau đó các bạn nhập cái cập name server. Cái cập name server này các bạn phải nhập đúng với lại cập name server mà email người ta ISTG người ta gửi cho các bạn nha. Các bạn nhập sai ấy, thì nó không cập nhật được đâu. Thì thường là họ sẽ cho mình nhập cái cập name server có tên là ISNS1NS2, các bạn bấm lưu. Sau khi như vậy cũng tương tự như là thay đổi địa chỉ IP, các bạn cũng phải chờ từ 5 cho tới 10 phút các bạn sẽ thấy được kết quả là trỏ tên miền và máy chủ thành công. Thì ở tại nói về tên miền, nói về GoDaddy thì cái phần trước mình giới thiệu về tên miền thì mình có quên nói với các bạn là cái ưu nhược điểm của các doanh nghiệp kinh doanh tên miền trong nước và ngoài nước. Thì trong nước thì mình thấy là những cái công ty như là AZDG họ cũng có kinh doanh về tên miền, và cái công ty khác như Nhân Hòa, Mách Bảo thì mình cũng có một kiến thức, một kinh nghiệm nhỏ mình muốn chia sẻ cho các bạn là các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước, cái ưu nhược điểm chính của họ là gì. Cái ưu nhược điểm chính của mình sẽ trình bày ra đây là thứ nhất là cái công ty trong nước Việt Nam thì cái nhược điểm của họ là cái giao diện quản lý, cái quản lý tên miền nó cũng có một vài công ty thì nó cũng khá khó quản lý, và cái thời gian cập nhật đi NS của họ nó cũng khó, nó cũng lâu hơn, và cái giá thành của họ nó cũng cao hơn so với các công ty nước ngoài. Và cái ưu điểm của họ là những người Việt Nam kinh doanh mấy kinh doanh tên miền, cho nên họ hỗ trợ các bạn rất là nhanh và rất là dễ hỗ trợ. Nhưng mà cái việc hỗ trợ về tên miền thì hầu như là trong suốt quá trình sử dụng thì các bạn không có cần phải phải họ hỗ trợ quá nhiều, bởi vì nó quá đơn giản, không cần hỗ trợ. Cho nên cái việc mà khó khăn trong cái việc hỗ trợ về tên miền thì nó hầu như nó không có. Cho nên và cái ưu điểm của họ nữa là họ có kinh doanh tên miền.vn mà các công ty nước ngoài họ không kinh doanh được. Đây là một mà tên miền.vn là một cái giống như là một tên miền đặc biệt mà chỉ có công ty trong nước người ta kinh doanh thôi. Và cái phần ưu nhược điểm của các công ty nước ngoài như là GoDaddy hoặc là Namecheap thì cái ưu điểm của họ là thứ nhất là cái giao diện quản lý tên miền của họ là khá là chuyên nghiệp và khá là cái thời gian cập nhật DNS của họ khá là nhanh, và họ có kinh doanh rất là nhiều những loại tên miền khác với giá rất là rẻ so với các công ty trong nước. Họ có đội ngũ hỗ trợ là đại diện công ty ở tại Việt Nam, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng họ chỉ hỗ trợ bằng tiếng Anh. Thì cái việc hỗ trợ mình có nói rồi, thì các bạn hầu như trong suốt quá trình sử dụng tên miền các bạn không cần họ hỗ trợ gì cả, bởi vì nó khá là dễ sử dụng. Và họ trong năm thì họ có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi khác nhau và giá thành của họ rất là rẻ, nhưng mà nhược điểm thì họ lại không có cung cấp tên miền.com.vn và tên miền.vn. Cho nên biết được cái điều này các bạn sẽ có được sự lựa chọn sáng suốt trong cái khi mà các bạn thiết kế website. Rồi thì mình đã có trình bày về cái phần máy chủ, thì mình cũng có quên trình bày với các bạn một cái điểm khá là quan trọng khi mà các bạn mua máy chủ. Thì cái máy chủ thì nếu mà cái máy chủ mà các bạn mua ở trong trong máy chủ đặt tại Việt Nam á, thì website nó chỉ phục vụ cho người Việt Nam thôi. Còn mà nếu mà cái website mà các bạn phục vụ cho khách nước ngoài thì chắc chắn các bạn sẽ phải mua máy chủ ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì nó có hai quốc gia chính mà chúng ta tiện sử dụng. Nếu mà các bạn phục vụ cho khách hàng tại khu vực châu Á thì các bạn nên mua máy chủ đặt tại Singapore hay Hồng Kông. Còn các bạn mà hoặc là Nhật Bản, còn mà các bạn mua máy chủ mà được phục vụ cho các nước châu Âu hoặc Mỹ thì các bạn nên mua máy chủ đặt tại các quốc gia đó. Nhưng mà nhược điểm á là khi mà do là có một vấn đề mà nó dẫn tới cái khó khăn của làm web ở Việt Nam là thứ nhất đó là cái đường truyền internet giữa Việt Nam và quốc tế hầu như là bị bóp băng thông, nó làm cho các bạn khó truy cập vào website nếu mà các bạn ở Việt Nam, và nó tạo ra một cái khó khăn như vậy. Thì các bạn lưu ý ở đây, nếu mà các bạn phục vụ cho người Việt Nam thì các bạn mua máy chủ tại Việt Nam, còn nếu mà các bạn phục vụ cho nước ngoài thì các bạn mua máy chủ tại nước ngoài. Đó là một vấn đề mà các bạn cần phải chú ý.
mà mấy chủ ở nước ngoài thì giá rất là rẻ so với các công ty trong nước. Rồi mình quay lại cái việc mà thiết kế website WordPress giao diện như mà các bạn thấy trên màn hình. Thì trong video này thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm SAM để thiết kế website. Bởi vì sao? Bởi vì mình là làm một cái video như thế này, mình sẽ không 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 có đi mua tên miền của mấy chủ, bởi vì mình không có tốn chi phí để mua tên miền mấy chủ để làm. Nếu mà các bạn làm nếu mà các bạn muốn làm theo video này thì các bạn cũng có thể tải cái phần mềm SAM này về các bạn làm trên máy tính của các bạn. Sau đó trong video về hướng dẫn thiết kế website một rest ở phía sau cuối video, mình có làm hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà chuyển website từ cái phần mềm SAM này đi lên trên tên miền của máy chủ để tạo ra một website chạy online ha. Rồi mình sẽ bắt tay. Khi mà các bạn muốn cài phần mềm SAM như mình, các bạn thấy cái giao diện ở trên màn hình như thế này, thì các bạn vào website apachefriend.org. Thì SAM hiện tại thì nó có phiên bản mới nhất là 8.2. Nó cái tên 8.2 là nó thực ra là nó phiên bản của PHP đó. Các bạn tải những phiên bản SAM, nó có phiên bản như 8.1, 8.2, 8.0. Thì thường thì mình sẽ tải các phiên bản lớn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì các phiên bản mà số càng lớn càng mới thì độ ổn định, tốc độ nó càng cao đó. Rồi mình thường mình đang sử dụng hệ điều hành Windows, cho nên mình sử dụng mình tải cái bản này về, cái bản mình cái bản dành cho Windows 64 bits, và mình cài cho phần mềm SAM cho Windows. Nếu mà các bạn mà cài phần mềm các bạn sử dụng hệ điều hành Linux thì các bạn sẽ sử dụng Linux, còn các bạn sử dụng hệ điều hành OS thì các bạn tải OS, thì hầu như các bạn không có sử dụng các hệ điều hành nhà máy. Và hy vọng là các bạn cũng có hệ điều hành giống như mình để các bạn thuận lợi trong việc thiết kế website. Các bạn bấm tải ở đây. Sau đó các bạn mở phần mềm lên và các bạn chạy cài đặt. Trong các thành phần cài đặt, các bạn cứ bấm OK và tiếp tục. Các bạn giữ nguyên các thành phần. Và khi mà Sam nó hỏi nơi để cài đặt Sam, thì các bạn nên nhớ là các bạn có thể cài trên các ổ đĩa như là C, D, E. Ổ nào cũng được hết á. Nhưng mà như các bạn biết là cài phần mềm mà các bạn cài, cái gì các bạn cũng cài trên ổ C á, thì nó sẽ làm cho máy máy tính nó chậm, thì các bạn nên cân nhắc cài ở tại các ổ khác. Còn mình thì mình cài tại ổ C. Sau đó khi mà các bạn cài đặt xong thì các bạn cái giao diện quản lý của SAM nó tự nó mở lên như thế này. Thì khi mà lúc đầu nó mới mở lên thì cái Apache và MySQL nó chưa có chạy, nó chưa có cái màu xanh ở đây. Khi mà các bạn bấm vào chạy ở đây thì nó sẽ có màu xanh ở đây. Sau khi chạy xong, mình sẽ không giới thiệu gì thêm, bởi vì mình sẽ muốn các bạn là cái video này càng ngắn thì các bạn sẽ dễ tiếp cận hơn. Sau khi đó các bạn sẽ bấm vào chạy admin ở đây, thì sau đó các bạn sẽ truy cập vào một cái giao diện PHP MyAdmin. Đây là một giao diện mà quản lý các cái database trên SAM. Thì các bạn biết rồi, thì đỡ cài đặt website WordPress trên máy tính của mình thì chắc chắn là WordPress nó sẽ cần có một database để lưu trữ dữ liệu. Thì các bạn vào ở đây, sau đó các bạn vào cái menu là cơ sở dữ liệu ở đây, các bạn bấm vào đây. Sau đó tại cái phần tên cơ sở dữ liệu, các bạn đặt một cái tên có tên là WordPress. Cái phần cost thì các bạn chọn là UTF-8 General CI, rồi các bạn bấm tạo. Sau khi các bạn bấm tạo thành công xong, các bạn truy cập vào website wordpress.org. Các bạn tải cái phiên bản là WordPress 6.1.1. Sau khi tải về, các bạn giải nén. Các bạn giải nén nó sẽ được cái folder có tên là WordPress 6.1.1 như thế này. Các bạn truy cập vào. Rồi sau đó các bạn truy cập vào folder tiếp. Các bạn copy tất cả các folder ở đây. Sau đó các bạn đi vào cái nơi cài đặt SAM. Mình thì mình cài trên ổ C. Mình sẽ truy cập vào folder SAM. Sau đó mình vào cái folder có tên là hackster.doc. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái folder có tên là WordPress. Rồi mình sẽ bỏ tất cả các file của WordPress vào đây. Rồi sau đó mình đi ra trình duyệt. Mình sẽ mở cái đường link ở trên trình duyệt.
cái trên trình duyệt mình đang sử dụng là Chrome, mình mở trên trình duyệt và mình nhập một cái đường link có tên là localhost share WordPress. Các bạn phải chú ý là các bạn phải nhập chính xác từng ký tự nha, sai một ký tự các bạn sẽ không truy cập được. Sau khi truy cập xong thì WordPress nó sẽ xuất hiện một cái giao diện cài đặt WordPress, và ở đó thì có hai, các bạn sẽ đi qua những cái bước cài đặt WordPress nó khá là đơn giản, mình không nói qua ở đây, thì hy vọng là các bạn sẽ làm được. Trong những cái kênh của mình cũng đã hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress rồi, và mình cũng nói sơ qua là trong cái bước cài đặt thì có hai vấn đề chính mà các bạn cần phải chú ý, đó là các bạn phải cung cấp database. Database là cái database mà các bạn vừa tạo ở đây có tên là WordPress, và user thì các bạn sẽ nhập user là root, và password thì các bạn đỡ trống, xóa bỏ để trống. Rồi sau đó các bạn sẽ sau khi nhập database thành công xong, các bạn sẽ WordPress sẽ yêu cầu các bạn nhập tên người dùng. Cái tên người dùng thì các bạn sẽ nhập cái tên người dùng thì các bạn nhập cái tên viết liền không dấu, bao gồm chữ và số, không phân biệt chữ hoa chữ thường, và các bạn nên tránh đặt cái tên là admin, bởi vì cái tên admin ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị hacker người ta tấn công, người ta hack website của mình, cho nên các bạn sẽ đặt cái tên là thật là đặc biệt. Còn password thì WordPress nó yêu cầu các bạn phải tạo một cái password có độ mạnh. Độ mạnh của một password nó sẽ được quyết định bởi số ký tự càng nhiều thì password càng mạnh. Và số ký tự nó sẽ bao gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, số, càng dài càng tốt. Và các bạn nên có một kinh nghiệm mình chia sẻ password là các bạn cứ đặt một password thật là dài, rồi sau đó các bạn lưu password ở đâu trên máy tính của mình, hoặc là trên điện thoại của mình, hoặc là các bạn viết ra trên tờ giấy, các bạn bỏ vào những nơi nào đó các bạn lưu trữ để các bạn không có bị quên. Rồi thì sau khi mà cài đặt WordPress thành công thì các bạn phải truy cập vào một cái đường link có cái tên là localhost WordPress http admin. Xong rồi sau khi mà các bạn cài đặt xong WordPress, các bạn cũng truy cập vào localhost WordPress http admin, sau đó các bạn bấm enter thì các bạn sẽ được truy cập vào một cái giao diện quản lý website đó. Các bạn bấm như này. Rồi, thì ở trong cái giao diện quản lý website này, các bạn phải nhập user và password mà trong bước cài đặt WordPress các bạn đã cung cấp cho WordPress. Sau đó các bạn bấm đăng nhập. Nếu các bạn muốn nó tự đăng nhập thì các bạn check chọn ở đây, các bạn bấm đăng nhập. Rồi, sau khi đăng nhập vào giao diện WordPress thì đây là một giao diện WordPress mà mình cũng không có giới thiệu thời gian để giới thiệu các bạn. Các bạn truy cập thẳng vào plugin. Rồi sau đó các bạn phải cài đặt các cái plugin có tên là AMP. Cái plugin này là plugin tăng tốc website trên thiết bị di động do Google phát triển. Custom Contact là một plugin tạo cái nút nhấp nháy ở góc, cái nút gọi nhấp nháy ở góc trái màn hình. Contact Form 7 là tạo các cái form liên hệ của website. Sidekicks by Google là plugin kết nối các cái dịch vụ Google để theo dõi website như là Console, Analytics, Google Tag, Google Site. Talk to là plugin tạo chức năng chat trực tuyến với khách hàng được cung cấp bởi công ty Talk to. WooCommerce là chức năng tạo chức năng bán hàng. SMTP là chức năng gửi email đi từ website. Supercast là cho phép tăng tốc website thành cast. York Sale là hỗ trợ cho việc sale website. Sau khi cài đặt tất cả vào plugin này, các bạn đi thẳng vào sau khi các bạn cài WooCommerce thì sẽ có một cái menu, có các cái menu bán hàng như là WooCommerce, sản phẩm, Analytics, tiếp thị. Thì các bạn truy cập vào sản phẩm để tạo sản phẩm mới bằng cách là vào menu sản phẩm, sau đó vào thêm mới, hoặc là các bạn vào cái menu mới ở trên này, các bạn bấm vào sản phẩm, rồi các bạn vào thêm mới, hoặc là các bạn vào này và các bạn sản phẩm, rồi sau đó các bạn vào giao diện, sẽ đi vào cái giao diện thêm mới sản phẩm,
thì mình sẽ vào tất cả sản phẩm à, mình giới thiệu trước. Thì khi mà các bạn vào tất cả sản phẩm thì các bạn sẽ thấy tất cả sản phẩm xuất hiện ở đây. Các bạn sẽ đây là những sản phẩm mà mình đã đăng trước đó. Thì ở trong này là đây một giao diện quản lý tất cả sản phẩm. Thì ở đây mình có thể chỉnh sửa, sửa nhanh, thùng rác, xem và sao chép sản phẩm. Và bên cạnh đó thì các sản phẩm nó nằm ở trạng thái là còn hàng hoặc là giá, danh mục, từ khóa. Và đây là những cái màu đỏ này là cái điểm số sale do cái plugin Sales York nó hiển thị ở đây. Rồi để thêm mới thì các bạn bấm vào thêm mới. Rồi tại cái thêm mới này các bạn sẽ nhập tên sản phẩm ở đây, các bạn nhập mô tả dài ở đây. Mô tả dài là cái phần mô tả này thì nó nằm ở phía dưới nút mua hàng. Các bạn điền giá ở đây. Rồi sau đó các bạn kéo xuống cái phần này, các bạn nhập vào mô tả ngắn. Mô tả ngắn nó nằm trên cái nút mua hàng. Sau đó các bạn kéo xuống qua bên này, ảnh sản phẩm. Thì các bạn nhập ảnh sản phẩm ở đây. Nếu mà có nhiều ảnh sản phẩm thì các bạn nhập vào album ảnh sản phẩm. Rồi các bạn chọn cái danh mục phù hợp với sản phẩm. Nếu mà chưa có cái danh mục ở đây, các bạn bấm vào nút thêm mới danh mục. Hoặc là các bạn có thể thêm mới danh mục ở tại cái menu, các bạn vào menu sản phẩm, sau đó các bạn vào danh mục, các bạn thêm mới hoặc là xóa bỏ danh mục. Cũng có thể là các bạn vào từ khóa để mà chỉnh sửa từ khóa, xóa bỏ từ khóa. Rồi sau đó các bạn nhập từ khóa ở đây. Rồi các bạn bấm đăng. Rồi sau khi các bạn đăng sản phẩm xong, các bạn đi thẳng vào trang để các bạn tạo các cái trang. Thì khi đây là những cái trang mà mình đã có tạo trước đó, thì các bạn chưa có tạo thì các bạn sẽ tạo các cái trang này. Ở đây thì mình lưu ý các cái trang như là cửa hàng, giỏ hàng, tài khoản, thanh toán. Đây là các cái trang do Google Ads tự động tạo ra để hỗ trợ chức năng bán hàng. Thì các bạn không nên xóa bỏ đi, các bạn chỉ có thể sửa tên của nó theo ý của mình, chứ các bạn không có thể xóa bỏ nó đi. Rồi còn các trang còn lại như là bài viết hoặc là tuyển dụng giới thiệu, thì đây là những cái trang mà tùy vào nhu cầu của các bạn mà các bạn tạo ra các cái trang này. Để tạo trang thì các bạn bấm vào thêm trang mới. Rồi ở tại đây các bạn nhập tên trang ở đây, rồi các bạn nhập mô tả ở đây, rồi sau đó các bạn bấm đăng đăng trang. Nếu mà trang nó có ảnh đại diện thì các bạn chọn ảnh đại diện ở đây. Rồi ở đây thì có một phần là York Sale, đây là một phần hỗ trợ sale sale từ khóa của trang. Thì các bạn nhập cái từ khóa ở đây, rồi sau đó sale nó sẽ hiển thị cái kết quả hiển thị trên di động và kết quả hiển thị trên máy tính. Sau đó các bạn nhập mô tả, các bạn nhập mô tả ở đây. Rồi sau đó các bạn bấm đăng trang. Sau khi tạo trang xong thì các bạn sẽ tiếp theo là các bạn sẽ cài đặt làm thế nào để mà sản phẩm xuất hiện trên trang chủ, tất cả sản phẩm xuất hiện ở trên trang chủ. Thì các bạn vào cài đặt, sau đó các bạn vào đọc. Rồi tại đặt thì các bạn chọn là một trang tỉnh, rồi sau đó các bạn cái phần mà trang chủ các bạn chọn là trang cửa hàng. Rồi trang bài viết các bạn chọn là bài viết. Sau đó các bạn bấm lưu thay đổi. Thì lúc này thì các bạn sẽ thấy website nó sẽ xuất hiện tất cả các sản phẩm ở ngoài trang chủ. Thì các bạn để website xuất hiện trên Google thì các bạn cần phải viết bài đăng sản phẩm thật là nhiều, sale từ khóa. Thì nội dung sale viết bài thì các bạn sẽ phải sale viết các cái nội dung ví dụ như là hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, phân tích sản phẩm, ưu nhược điểm của sản phẩm, cái vị trí của cái thứ hạng của các thương hiệu và các bạn kinh doanh trên thị trường hiện nay, và cách phân biệt hàng giả hàng nhái. Tất cả các nội dung đó các bạn cần đăng lên website hết. Rồi để cài đặt, tiếp theo là mình sẽ nói về các giới thiệu các menu ở đây, các menu ở phía sau này. Sau khi các bạn cài các bạn login sẽ xuất hiện một vài các cái menu ví dụ như Sidekicks. Tại đây các bạn vào để kết nối website với
các cái công cụ của Google như là Analytics Console, Google Tag và Insight để theo dõi website, các cái từ khóa trên website. Rồi tải media là nơi chứa tất cả các cái hình ảnh mà các bạn đã tải lên website, phản hồi là hiển thị tất cả các cái bình luận ở trên website. Rồi form liên hệ là tập hợp tất cả các form hiện tại có mặt trên website. Rồi trong cái phần WooCommerce thì các bạn cần lưu ý tới một cài đặt, phải không? Vào cài đặt. Trong cài đặt các bạn nhập về địa chỉ cửa hàng, nhập các cái phần mã bưu điện, rồi quốc gia, rồi thành phố. Các bạn kéo xuống phần dưới các bạn còn nhập tiền tệ, đó là Việt Nam đồng. Rồi sau đó cái phần mà trong trong bốn cái phần này của WooCommerce, đó là WooCommerce sản phẩm Analytics tiếp thị, thì cái phần Analytics và tiếp thị các bạn không cần quan tâm, bởi vì đây là những cái vấn đề liên quan tới sale thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Trong cái phần giao diện các bạn có thể cài mới các cái giao diện bằng cách là các bạn vào giao diện và cài mới. Bằng cách có hai cách cài mới giao diện, đó là cài mới giao diện miễn phí và cài mới giao diện có phí. Trong cái giao diện thì mình giới thiệu với các bạn đó là một cái giao diện Flashsome. Đây là một cái giao diện dùng khá là phổ biến hiện nay. Các bạn mua nó tại trang web là themforest.net với giá 59 đô. Các bạn cài đặt nó, tải về rồi sau đó cài đặt. Rồi, các bạn sẽ chuyển qua cái phần blog thành viên. Đây là nơi các bạn tạo user để quản lý website hoặc là user viết bài. Về các cái công cụ thì các bạn sẽ có cái công cụ như là nhập và xuất dữ liệu về hình ảnh, sản phẩm, rồi bài viết. Trong phần cài đặt thì cũng không có gì để nói. Trong phần cài đặt thì sau khi các bạn cài đặt plugin Talk To và Guest thì sẽ xuất hiện hai menu ở đây. Về Talk To thì các bạn vào Talk To để cài đặt Talk To. Thì đỡ mà cài đặt Talk To thì các bạn bấm vào Click Here. Rồi sau đó các bạn truy cập vào website talk.to, các bạn tạo một tài khoản ở trên website này. Rồi sau đó các bạn nhập cái tài khoản mà các bạn vừa tạo ở trên Talk To vào đây, các bạn bấm Login. Rồi sau đó các bạn bấm lưu thay đổi thì website sẽ xuất hiện góc chat ở góc bên tay phải màn hình. Lúc này các bạn có thể chat trực tiếp với khách hàng bằng cách là các bạn truy cập vào admin của giao diện quản lý user ở trên website này, hoặc là các bạn cài cái phần mềm này trên điện thoại của các bạn và các bạn đăng nhập vào phần mềm đó để chat với khách hàng. Rồi cái phần Supercache thì trong quá trình mà cài thiết kế website thì các bạn tắt cái cache này đi bằng cách là các bạn chọn Off. Sau khi mà website đã hoàn thành, các bạn chọn On rồi bấm lưu thay đổi. Rồi các bạn sẽ chuyển qua cái phần Custom Contact. Tại đây các bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn và Zalo, Viber để mà khách hàng chat với các khách hàng, họ sẽ gọi cho các bạn theo cái nút này. Rồi thì như vậy là mình đã vừa mới nói cho các bạn về thiết kế website WordPress, thì các bạn mình đã nói các nội dung ví dụ như là website bao gồm những thành phần nào và thiết kế website WordPress thì các bạn có thể tự thiết kế website được, website WordPress được hay không, thì mình đã vừa mới nói xong. Thì hy vọng video này nó sẽ hữu ích cho các bạn. Các bạn ủng hộ mình bằng cách là các bạn đăng ký kênh để nhận được những video trong tương lai. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.